Dù là người thuộc bất cứ quốc tịch nào, người nên bước ra khỏi giới hạn ấy, vượt lên khỏi bản ngã của chính mình. Người nên bước ra khỏi giới hạn ấy và nhìn xem công tác của Đức Chúa Trời từ thân phận của loài thọ tạo, rồi người sẽ không hạn chế những dấu chân của Đức Chúa Trời. Người nên phá bỏ những quan niệm về quốc tịch và dân tộc để tìm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy người mới không bị ràng buộc bởi quan niệm của riêng mình. Như vậy người mới đủ điều kiện để nghênh đón Ngài xuất hiện. Nếu không như thế, người sẽ ở trong bóng tối đời đời và không bao giờ có sự chấp thuận, sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Rằng không thể có chuyện Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ở một quốc gia hoặc một dân tộc cụ thể. Sâu sắc biết bao ở công tác của Ngài, quan trọng dường nào sự xuất hiện của Ngài. Làm sao quan niệm và tư tưởng của con người có thể đo lường những điều này? Ngài nên phá bỏ những quan niệm về quốc tịch và dân tộc để tìm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy người mới không ràng buộc với quan niệm của riêng mình. Như vậy người mới đủ điều kiện để nghênh đón Ngài xuất hiện. Nếu không như thế, người sẽ ở trong bóng tối đời đời và không bao giờ có sự chấp thuận, sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Hãy kiếm thêm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là của toàn loài người, không có riêng dân tộc nào. Ngài thực hiện công tác như đã định, không bị ràng buộc bởi hình thức nào. Có lẽ Ngài chưa bao giờ tưởng tượng nổi, hoặc chỉ phủ nhận hình thức này, hoặc có lẽ những nơi Ngài xuất hiện là những dân tộc bị trói tư nhất trên đời. Chịu đựng